Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món ăn từ trứng và cà chua ha. Đó là canh cà chua nấu với trứng nè. Món này thì mình nấu rất là đơn giản, và nguyên liệu thì chỉ có cà và trứng thôi. Rất là dễ làm luôn mà ăn rất là bổ dưỡng luôn ha. Rồi nếu mà các bạn thích món này thì cùng làm với mình nha. Nguyên liệu thì mình có đây là ba trái cà chua. Ba trái cà chua này 300 g ha. Và một ít hành lá và ngò gí nè, hai quả trứng gà. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi cắt cà này ra ba trái, nhưng mà mình cắt phân nửa ha. Phân nửa thì mình cắt nhỏ, cắt hạt lựu nhỏ nha. Còn phân nửa thì mình sẽ cắt cái miếng lớn lớn một tí để mình gắp cho nó dễ đó. Này mình cắt nhỏ lại gì nè, hạt lựu nhỏ ha. Còn phân nửa thì bây giờ mình cắt cái lát hơi lớn một tí, cắt cái cùi bỏ nè. Thì cái trái cà thì mình chia ra làm 8 ha, 8 miếng, 8 hoặc là 9 miếng gì cũng được. Hành lá thì mình cũng cắt ra luôn, cái gốc hành đó thì mình cắt riêng, gốc hành đó thì mình cắt nhuyễn để hồi mình phi dầu cho nó thơm á. Lá hành đó thì mình cắt khúc nè, khoảng 2 phân. Ngò thì mình cũng xắt chung với hành luôn. Hành và ngò thì mình cũng xắt xong rồi nè. Rồi bây giờ thì tới cái phần hột gà ha. Trứng thì mình sẽ đập vô cái chén này. Mình sẽ nêm vô đây là nửa muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Xíu nước mắm nha, khoảng nửa muỗng cà phê. Rồi mình đánh cho trứng nó tan ra. Cho vô chảo một muỗng canh dầu ăn. Gốc hành thì mình để vô mình phi thơm luôn ha. Hành thơm thì bây giờ mình sẽ cho cà chua mình bầm nhuyễn lúc nãy đó, mình cho vô mình xào trước.
cà chua lúc nãy thì cũng mềm vậy nè, và bây giờ mình sẽ cho vô đây là nửa lít nước ha. Rồi đây nước lúc này sôi thì bây giờ mình sẽ cho trứng vô ha. Rồi nước sôi trở lại nè, mình cho cà chua hồi nãy mình xắt lát nè. Cà chua thì cũng rất là nhanh chín luôn nè. Rồi mình cho cà chua vô xong rồi bây giờ mình nêm luôn ha. Nêm muỗng cà phê đường nè, một muỗng cà phê bột nêm, và nửa muỗng cà phê muối. Mình nêm sao cho vừa khẩu vị với gia đình mình là được ha. Mình nêm vừa ăn rồi thì cà chua thì cũng chín rồi nè. Cà chua thì lúc này mềm rồi, bây giờ hành ngò mình cho vô luôn ha. Rồi như vậy là cái món canh cà chua nấu với trứng của mình đã xong rồi đây nè. Khi ăn thì mình cho lên một ít tiêu nữa ha. Rồi như vậy là cái món canh của mình đã xong rồi đây cả nhà. Món này tuy nó rất là đơn giản nhưng mà mình ăn rất là bổ luôn ha. Rồi nếu mà các bạn thích món này thì khi nào làm cho gia đình dùng nha. Rồi video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng. Vậy hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.